Kakao Việt Nam xin kính chào quý khách. Hôm nay Kakao Việt Nam sẽ giới thiệu một cái sản phẩm mới, có lẽ sẽ được nâng cấp từ C08. Đó là một sản phẩm camera hành trình Android của hãng First Sensor, gọi là C12. Có SIM 3 4G LTE, phát được wifi từ SIM, ghi hình hai mắt và độ LED mắt trước là 1080, có hỗ trợ lái xe tân tiến ADAS, nhắc xe phía trước đã di chuyển, cảnh báo lấn làn đường, tất cả đều bằng tiếng Việt. Về hình dáng thì chiếc C12 này có vẻ là mỏng hơn một chút so với chiếc C08, màn rất dài, SIM đã được đường truyền đã được nâng lên tốc độ là 4G LTE. C08 chỉ 3G thôi, đây là IMEI và đây là 4G. Có hỗ trợ ADAS, khe cắm SIM. Đây là mắt camera, chúng ta có thể di chuyển để căn chỉnh cái góc của nó, soi xuống lòng đường, các làn đường có đủ không? Soi thấp cao, chúng ta lưu ý là nên để cái điểm cuối của cái hình ảnh được chiếu thì nên chạm vào cái lắp capo. Thì chúng ta có thể ghi hình được cả cái lắp capo, khi mà không may có va chạm đâm đục hoặc vật dụng gì đó bung vào, chúng ta ghi hình nó rất là bằng chứng, nó rất là rõ ràng. Đây là phím nguồn. Gạt thẻ nhớ, nguồn điện ngoài bị ngắt kết nối và sẽ bị treo sau 6 giây. Là nó dùng hệ điều hành Android nên không khác gì một cái máy tính hoặc một cái điện thoại thông minh Android. Đây là jack cắm của anten GPS trên nắp SIM. Đây là nắp thẻ nhớ. Đây là cổng AV in, là cổng của camera sau. Đây là sạc nguồn. Đây, camera sau của thiết bị C12 chính là thiết bị này. Thì nó giống các loại camera sau của rất nhiều các loại camera hành trình, có camera sau kiểu dáng thiết kế rất giống nhau. Tuy nhiên để lắp được cho nhau hay không thì chúng ta phải cần phải xem. Đầu tiên là cái gioăng của cái jack 2,5 AV như thế này. Thứ hai là cái lỗ chân nắm. Đây là ví dụ, đây là lỗ này là 5 chân. Đấy, chúng ta không thể dùng lẫn lộn cho nhau được. Và có cái dây nửa để chúng ta đấu đèn lùi, để nó sẽ làm một camera lùi thực sự khi chúng ta cài số lùi. Đoạn dây này dài khoảng hơn 4 mét và chúng ta có thể lắp cho đại đa số các cái xe. Tuy nhiên thì có những cái xe tải hoặc là xe khách quá dài thì một số đại lý cũng yêu cầu Kakam là nhập về những cái dây camera lùi nguyên bản dài 15 mét. Thì hiện nay đang có hàng ở trong kho. Hiện nay đang có hàng ở trong kho và quý vị cần, quý vị có thể đặt hàng. Giá thành thì nó sẽ đắt hơn một chút xíu thôi. Chúng ta sẽ cắm sạc. Ngoài ra thì còn có những phụ kiện đi kèm, dĩ nhiên đó là sách hướng dẫn, dây thít để chúng ta thít thít cái gương này vào cái gương nguyên bản, cáp USB, anten GPS. Chúng ta xem bên trong với độ LED của nó có khác biệt gì so với đặc biệt là cái thiết kế cái chân sạc hình chữ L này, thì khi cắm vào thì quý vị sẽ thấy nó rất là gọn, Vui lòng gạt thẻ nhớ. nó rất là gọn. Chúng ta có thể gắn một cái thẻ nhớ nhé, thẻ nhớ để cắm được cam sau, tắt nguồn. Màn hình IPS cảm ứng rất nhạy và rất là nét. Thường thì những cái thẻ mới khi đưa vào thì các thiết bị mới này đều yêu cầu là định dạng. Tất cả đều dùng chung một cái phần mềm, đó là DVR Assist. Phần mềm này là chung một server và chúng ta có thể xem những cái hình ảnh trực tiếp thông qua đường truyền Internet SIM 4G thông qua cái server này. Ngoài hình ảnh ra, chúng ta có thể xem được vị trí vì nó có SIM 3G, có GPS, cho nên nó chính là một cái thiết bị định vị.
trực tuyến, đồng thời gian, rất là đa dụng ngoài những chức năng giải trí. Rất là đẹp, rất là nhạy. Đây là những cái phần mềm không khác gì một cái máy tính bảng Android, có Bluetooth, có phát FM. Phát FM này thì chúng ta có thể mở nhạc trên YouTube qua đường truyền Internet, sau đó chúng ta phát qua sóng tần số FM để cho ra loa ô tô. Tuy nhiên chất lượng âm thanh nó chỉ ở mức bình thường. Đây là những cái trình duyệt. Chúng ta có thể vào một trang web khác chẳng hạn. Rất nhanh, rất nhanh. Chúng ta xem chức năng ghi hình của nó. Thời gian ghi hình đã được 1 phút. Camera sau chúng ta chưa tắt nguồn cho nên nó chưa nhận. Và đây, xem độ nét của nó đấy ạ. Rất nét, hình ảnh đã bị co lại. Chúng ta nhìn qua chúng ta cũng biết là cái độ phân giải của nó cũng sẽ lớn. Thực sự là 1080. Đây là lái xe thông minh thì nó sẽ cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo làn đường và nhắc xe trước đã di chuyển. Ví dụ chúng ta đỗ đèn đỏ, có một lý do nào đó chúng ta quên là những cái xe phía trước nó đã di chuyển rồi, nó đã mover đi rồi, thì cái thiết bị này nó sẽ nhắc cho các bạn là phía trước, xe phía trước đã di chuyển rồi. Trong phần setting, chất lượng camera trước là 1080. Nghe nha. Bluetooth có thể kết nối với điện thoại để làm thoại rảnh tay. Đây chúng ta có thể có chức năng là phát Wi-Fi. Phát Wi-Fi từ SIM 4G. Và chúng ta hành khách trên xe có thể sử dụng như một bộ phát Wi-Fi rất là tiện. Cài đặt camera hành trình. Cái ứng dụng này chúng ta có thể cài qua điện thoại và xem trực tiếp trên điện thoại đồng thời gian. Google Maps, hoặc chúng ta có thể sử dụng Việt Map. Thường một thì điện thoại bị ngắt kết nối và sẽ bị treo sau 6 giây. Thường thì có 4G rồi cho nên chúng ta có thể sử dụng Google Map rất là tiện, rất là tiện lợi. Giá thành phân phối tại KCam rất là hợp lý, cho nên quý khách quan tâm chúng ta có thể gọi điện để xem giá cả. Camera sau vẫn không tồn tại, nó vẫn chưa tắt hẳn. Một điện thoại bị ngắt kết nối và sẽ bị treo sau 6 giây. Chưa cắm camera sau. Video đụng xe, chúng ta vừa bị rơi và cảm biến rung động nó đã báo. Đây đã đang báo ghi hình hai mắt rồi. Cái vạch ở giữa đây là chúng ta căn chỉnh để cho cái việc nó báo lấn làn đường được chính xác. Chúng ta sẽ căn chỉnh khi mà chúng ta ngồi trên xe. Đây là hai camera. Camera kép. Đây chính là hình ảnh camera sau. Chúng ta có thể kích vào đây. Đây camera sau, độ nét camera sau đấy ạ. Khá là tuyệt vời. Đang trong thiếu ánh sáng. Chúng ta thích xem camera nào chúng ta có thể kích vào cảm ứng đây. Rồi xem đồng thời hai camera. Hoặc chỉ xem một camera sau. Chỉ một mình camera sau. Khá là nét. Trời tối thiếu sáng. Và tốc độ nó chạy cũng sẽ nhanh hơn. Kiểu dáng mượt mà đẹp. Giá thành rất phải chăng.
Sản phẩm này chắc chắn sẽ thay thế cái sản phẩm C08 đang được bán khá tốt tại KK. Dĩ nhiên là xem khi quay thì chúng sẽ hiện lên để chúng sẽ hiện lên những cái thông tin tọa độ và tốc độ ở phía dưới đây. Chúng ta sẽ vào cái phần setting, chúng ta sẽ bật lên. Nó sẽ hiện lên cả hiển thị thông tin GPS, chúng ta bật lên. Đó, chúng ta bật lên. Thì đây sẽ có thông tin, các bạn xem thông tin đầy đủ. Bản lõi của nó chính là T98. Tọa độ, tốc độ đều có cả. Đây đang để camera sau. Ta để camera trước. Chuyển sang camera trước. Báo bằng tiếng Việt luôn. Cô Google.